Có lúc tôi thầm mơ ngồi hái sao trên trời. Bạn ơi có biết rằng đây là Bảo Lộc quê hương tôi, nơi chúng tôi lớn lên trong tình thương của mẹ và gia đình. Thì mẹ là người đã truyền cảm hứng và dẫn dắt anh em chúng tôi làm nên thương hiệu Cô Cự, một trong những gian hàng kinh doanh sản phẩm sức khỏe đứng hàng top tại sàn thương mại điện tử Lazada. Tụi mình sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh trà. Ba và mẹ mình thì kinh doanh và sản xuất trà theo phương thức thủ công rất công phu. Và mình nhớ hồi nhỏ mình và Duy thì thường theo mẹ hái trà. Thì lúc đó anh em hồn nhiên vui vẻ, không hề hay biết là lúc đó là mẹ vất vả như thế nào đâu. Tôi luôn luôn dạy con cái đi đâu cũng nhớ về quê hương của mình, đem những nét đẹp truyền thống của mình đến với mọi người. Cách đây vài năm, khi xã hội hiện đại dần, kéo theo đó là thị trường mang đến những sản phẩm mà kém chất lượng, giá thành rẻ, cạnh tranh về cái hương liệu. Và chính vì điều đó thì mình suy nghĩ đó là cái giai đoạn mà khó khăn nhất đối với gia đình của mình. Vì hàng của mình là hàng thật, hàng thiên nhiên, mình không thể bán rẻ được. Mà gia đình của chúng tôi thì lúc đấy không biết gì về sự quảng cáo và truyền thông nên đã quyết định dừng kinh doanh lại từ lúc đấy. Tụi mình quyết tâm không mất đi cái nghề truyền thống của ba mẹ vì đây là công việc ba mẹ yêu quý và rất là tâm huyết. Trước tiên tụi mình đã nghiên cứu tìm tòi những sản phẩm thiên nhiên sao cho nó phù hợp với lại hiện thời đại. Tính vì đó bột matcha ra đời với tên hiệu là Cô Cự, thì đây cũng là tên của mẹ mình. Ngoài ra chỉ một sản phẩm thì không để đáp ứng hết được nhu cầu của thị trường hiện tại. Thì bên mình cũng đã phát triển một số sản phẩm về thiên nhiên để đáp ứng nhu cầu của thị trường lúc đó. Thì trong một trong những sản phẩm đó là mật ong, thì mình đã đi và khai thác mật ong theo mùa, theo loại hoa, tùy vào vùng miền. Thì đây cũng là một sản phẩm chủ lực của mình trong gian hàng của Cự Shop. Ngoài ra thì cái việc mà lựa chọn cái phương thức kinh doanh nó cũng rất quan trọng trong cái thời đại 4.0 hiện nay. Thì lúc đó thì mình cũng bán trên website, Facebook, nhưng mà nhược điểm của nó là cái chi phí đầu tư nó rất cao. Vì thế thì mình đã chuyển đổi sang cái sàn thương mại điện tử. Và cái sàn thương mại điện tử đầu tiên mình lựa chọn đó là Lazada. Thì mình nhớ cái những năm đầu mình chọn lựa là năm 2015. Nếu như nói về lý do ban đầu và tụi mình lựa chọn Lazada thì đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Thì khoảng cái giai đoạn đó Lazada thì có lượng khách hàng khá là lớn sử dụng app Lazada. Và không cần tốn quá nhiều công tìm kiếm và cũng như là tốn chi phí như các phương thức online khác, thì cái giao diện của Lazada thì cũng rất là bắt mắt. Và khi hoạt động gian hàng rồi thì mình thấy quyết định hoàn toàn không hề sai. Thì các bạn cam Lazada tư vấn rất là nhiệt tình 24/24. Thì nhiều khi có những cái giai đoạn mà mình đăng ký deal hay là những cái giai đoạn khuya rồi mà vẫn được các bạn hỗ trợ rất là nhiệt tình. Thì mọi khó khăn đó của nhà bán hàng đều được hỗ trợ và tìm cách tháo gỡ. Điều mình thích nhất ở Lazada là bảo vệ các thương hiệu rất là tốt. Last Mall là nơi gian hàng chính hãng được bày bán những cái sản phẩm kém chất lượng hay những sản phẩm mà bất kỳ cái phản hồi nào không tốt từ khách hàng thì Lazada sẽ can thiệp ngay. Và thương hiệu của mình cũng đã chính thức lên Lazmore. Thì thủ tục bây giờ cũng khá là đơn giản, chỉ cần đầy đủ giấy tờ chứng nhận kinh doanh và chất lượng sản phẩm là được. Điều này thì cũng giúp cho tụi mình gìn giữ được cái giá trị nghề truyền thống, tiếp nối cái câu chuyện ước mơ giữ nghề truyền thống của mẹ mình. Các nhà bán hàng mới có kiến thức kinh doanh còn yếu thì có thể tham gia vào học viện Lazada để có thêm kỹ năng. Hiện tại thì mình cũng rất là vui và vinh hạnh khi là một trong những thành viên của đội ngũ giảng viên Lazada. Mình sẵn sàng chia sẻ những cái thứ mình biết. Mình mong rằng là những cái kiến thức của mình sẽ giúp cho các anh chị có một cái con đường đi ngắn nhất để tới được cái thành công khi kinh doanh trên sàn Lazada. Hơn thế nữa thì chương trình Phí Ship Mắc của Lazada ra mắt gần đây thì cũng là nhằm hỗ trợ doanh số cho các gian hàng khá là nhiều. Nhờ có Lazada thì tụi mình đã giữ được cái giá trị truyền thống, những cái công việc mà ba mẹ mình đã gắn bó trong những năm tháng vừa qua. Không những vậy thì Cô Cự là một trong những gian hàng có doanh số cao và luôn đứng top tại Lazada. Thì nhờ đó thương hiệu Cô Cự sẽ được khách hàng tin tưởng và độ nhận diện sẽ cao hơn. Tôi rất tự hào về các con đã gìn giữ đặc sản của quê hương Bảo Lộc và những vùng miền khác trên đất nước Việt Nam. Điều mà tụi mình cảm thấy hạnh phúc nhất là tụi mình đã viết tiếp được ước mơ của mẹ.